xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình đã trở lại với một cái video là thực ra thì sáng giờ đến từ sáng tới chiều như vậy thì ai đã chơi Roblox rồi thì hẳn sẽ biết là cái Roblox, cái icon Roblox nó đã thay đổi rồi. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy nó đã thực sự là thay đổi. Thì trên cái trang develop thì nó cũng đã có thông báo về cái việc mà thay đổi cái hình dáng của Roblox. Thì nó chỉ thay đổi về cái hình, cái icon thôi, chứ nó không có thay đổi gì khác nữa. Nhưng mà cũng chúng ta cũng sẽ đón chờ trong tương lai Roblox sẽ thay đổi rất là nhiều á. Tại vì đã có rất là nhiều cái sự thay đổi từ lúc mà mình chơi Roblox từ năm 2017 đến bây giờ thì nó đã thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là về cái màu sắc, thì lúc trước là cái màu trắng và màu xanh dương, thì bây giờ nó đã chuyển thành trắng đen nè, cái thứ đó. Và đến cả cái icon Roblox thì nó cũng đã thay đổi. Thì cái đời đầu tiên mà Roblox có là những cái tick. Lúc đầu là tick cấp từ những món quà hàng ngày thì phải á. Xong sau đó nó chuyển qua thành Roblox. Và bây giờ nó đã chuyển thành một cái icon mới. Nó chỉ thay đổi về hình dáng thôi. Còn cái giá trị mua này kia thì nó cũng vẫn như cũ thôi. Đó. Và đối với bạn nào đã xem cái video mà nhận 3 vật phẩm khi mày vào cái game này làm event á, thì anh gà có giúp mình làm cái video hướng dẫn lấy 3 vật phẩm rồi. Thì các bạn chỉ cần việc trả lời câu hỏi như thế thôi. Thì có một cái comment mà chờ comment trong cái video của mình, nó cũng đã có giải đáp. Bạn có một bạn nó đã giải đáp sẵn rồi á. Thì và để mình click vào đây nha. Đây thì chúng ta đã giải được 3 trên 6 câu. Và đương nhiên là mình nghĩ cái phần còn lại là 4, 5, 6 thì chắc chắn là trong vài ngày tới nó sẽ ra và sẽ nhận những vật phẩm còn lại. Hình như là 2 món đó là một cái nón và là một cái gear mới. Tại vì mình thấy trong cái phần thông báo new vật phẩm á, thì nó có 2 cái đó. Là mình nghĩ là sắp cái phần còn lại câu 4, câu 5 và câu 6 thì nó sẽ sắp ra rồi và chúng ta sẽ nhận được thêm vật phẩm miễn phí nữa. Thì cái việc mà Roblox nó làm mà hình như nó đang suy nghĩ lại với cái việc mà những cái event mà affiliate gì á là chỉ nhận được những cái quân chương trong game thôi chứ nó không nhận được vật phẩm. Thì như là Roblox đang chuẩn bị đổ bộ lại cái việc mà chúng ta làm event và sẽ nhận được vật phẩm miễn phí. Tại vì so với hồi trước á thì cái số lượng người chơi Roblox mình cảm thấy là họ dần cảm thấy chán, chỉ là chơi mà không có được nhận được vật phẩm như hồi xưa á. Thì bản thân mình cũng vậy, và cuộc có này mình cũng rất là ít lên Roblox luôn. Nhưng mà kể từ khi cái cập nhật nó thay đổi một xíu thì mình cảm thấy là mình có hứng thú lên, mình cũng có làm video như thế này đó. Và nếu mà có thông báo gì những event tiếp theo thì mình sẽ làm video với các bạn nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem cái video này, và hãy để lại comment của các bạn cho mình biết về cái cảm nhận icon mới của Roblox nó như thế nào. Và cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo.